Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá sầu riêng mới nhất nha cô chú anh chị. Thì hôm nay là em cũng có vào công ty Hải Thuận ha, ở Bình Phước nha cô chú anh chị. Thì em có hỏi về cái giá thu mua sầu riêng tại vựa. Thì bên vựa thì cũng cung cấp cho em một số thông tin đó. Thì hôm nay là em cập nhật cho anh chị về cái thông tin này để anh chị cũng có thể là biết được là cái giá mua sầu riêng tại vựa ngày hôm nay đầu tháng 6 là bao nhiêu nha cô chú anh chị. Thì đối với mà cái hàng quy cách nha, là bắt hàng là cơm từ 7.5 tuổi nha cô chú anh chị, là cơm phải vàng, bột phải ngọt ha. Là về là hàng là có trái lớn, trái nhỏ, là mẫu nhẹ là cộng tiền tươi luôn á. Là đối với hàng Thái nha, là cái loại nhất á là từ là 102.000 cho đến là 105.000. Học á là từ 2 cho đến là 7 học nha cô chú anh chị. Trái á là phải từ là 1.9 cho đến là 5.2. Cái đó là hàng loại nhất nha cô chú anh chị ha. Còn hàng loại nhì á, đối với hàng Thái nha, là từ 82.000 cho đến là 85.000, từ 2 học cho đến là 5 học ha. Trái là phải từ là 1.7 cho đến là 5.5. Còn đối với mà hàng C nha thì bên giữa là sẽ mua là 52.000. Là học á là phải từ 2 học nha cô chú anh chị ha. Là trái của mình là phải từ là 1.2 cho đến là 5.5 nha cô chú anh chị. Đó là hàng Thái em cập nhật tại vựa cho cô chú anh chị cùng nắm ha. Còn đối với mà cái hàng ri 6 nha, hàng ri 6 thì so với hàng Thái thì chắc chắn lúc nào có giá thì nó cũng rẻ hơn. Thì đối với mà tại vựa Hải Thuận thu mua đầu tháng 6 nè, là đối với mà cái loại nhất ha là từ 69.000 cho đến là 70.000. Học á là từ 2 học cho đến là 7 học, trái là từ là 1.9 cho đến là 5 kg ha. Còn đối với mà hàng nhì là từ 54.000 cho đến là 55.000, học là từ 2 cho đến là 5 học, trái là một từ 1.7 cho đến là 5.5 nha cô chú anh chị. Còn đối với mà hàng C ha, là hàng loại 3 đó, là bên giữa là sẽ mua là 38.000, học là sẽ từ 2 học cho đến là cái trái của mình là từ 1.4 cho đến là 5 kg. Đó thì đó là cái thông tin từ giữa em đến tại giữa Bình Phước ha, để em hỏi những cái thông tin đó. Thì hôm nay là em cập nhật sớm cho cô chú anh chị vào đầu cái tháng 6. Bữa giờ thì em cập nhật cho anh chị về những cái thông tin về ở giá sầu riêng ba miền nha cô chú anh chị ha. Nói chung thì nó cũng na ná chứ nó cũng thật sự là nó chỉ tương đối thôi. Cái này là em hỏi tại vựa luôn, nó thành ra là bây giờ thì em sẽ cố gắng là em hỏi tại vựa ha. Và ở đây thì cũng có một anh là Hùng Chu 3020 ha. Thì anh này anh có bình luận lên đó là anh bán xô là 79 không, xô là 79 là lái là cho thêm một giá là 80 đó, là hàng đẹp nha. Còn hàng mà bị nám với bị rầy á, là lái là mua là 45.000. Cái này là hàng Thái nha cô chú anh chị. Thì đó là cái thông tin mới nhất. Nói chung là anh chị nào có những cái thông tin về giá sầu riêng á, thì anh chị cứ bình luận lên đi, thì em sẽ cập nhật hết ha. Như anh Hùng Chu 3020 ảnh bình luận lên đó, thì em cũng sẽ đã đọc cái thông tin của ảnh để anh cập nhật cho bà con nha. Còn đây là em đến tại vựa luôn, cập nhật là khá là chính xác cho cô chú anh chị nha. Rồi em cũng xin được mến chào.